Lopra đã có trên thị trường trên 40 năm qua, được sản xuất tại Ý và Pháp, rất thích hợp cho làn da Á Đông. Để có một làn da trẻ trung, hãy chọn Lopra để quý vị có một sự tự tin cho chính mình. Chén Vy xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị. Để có một làn da trẻ trung, hãy chọn Lopra. Quý vị có một sự tự tin cho chính mình. Chén Vy xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị. Deluxe Whitening Cream biến đi vết nám, bảo vệ da, chống lại hóa chất không cho làm hư da, không làm da đỏ và ngứa da, chống nhiễm trùng làn da khỏi bị mụn, nuôi da, làm cho da mịn và coi tươi đẹp. Deluxe Serum biến đi vết nám rất mau, bảo vệ da không bị hóa chất làm hư da, serum bằng nguyên chất nuôi da, làm căng da, biến đi vết nhăn, làm da trắng mịn. Day and Night Deluxe, một phát minh cuối cùng mới nhất và tốt nhất của ngành mỹ phẩm trên thế giới hiện nay. Đây là loại kem trị nám và làm biến đi vết đen, vết nám, đồi mồi một cách mau lẹ. Loại kem chữa nám thật mạnh và có kết quả chắc chắn, đồng thời còn là kem nuôi da, làm da trắng và mịn da. Lamina, kem trị mụn sẽ trị dứt mụn hoàn toàn tuyệt đối, không để lại vết thẹo. Đặc biệt, có rất nhiều quà tặng có giá trị của Lopra. Xin gọi 1-800-494-1324, 800-494-1324. Vâng, thưa quý vị, thì ngày hôm nay Chén Vy cũng mời bé Ngọc Anh, là người mà chính bàn tay của Chén Vy đã chăm sóc da cho em suốt mấy tháng qua. Và cũng là từ Ngọc Anh, Chén Vy đã dùng sản phẩm Lopra để chữa trị cho em trong chỉ một tháng thôi mà da của em đã hoàn toàn hết mụn. Như quý vị cũng biết thì các em thường học dậy sớm, thức khuya dậy sớm, học hành, cho nhiều khi các em ăn uống cũng bất thường, thì cái chuyện có mụn trên da mặt thì là chuyện thường. Nếu chúng ta kịp chữa thì làn da của các em sẽ trở lại bình thường, mà nếu chúng ta không chữa kịp thì quý vị cũng biết là sau này làn da của các em sẽ bị rỗ. Và ngày hôm nay thì chính bàn tay của Chén Vy đã chữa được cho em Ngọc Anh. Chén Vy rất là vui mừng, mà trong thời gian mà Chén Vy gặp Ngọc Anh thì rất là lo lắng, không biết là Chén Vy có làm được tròn nhiệm vụ cho em không. Nhưng mà Chén Vy rất là sung sướng. Và ngày hôm nay Chén Vy cũng mời được em tới đây để là một người nói lên tiếng nói mà chính Chén Vy đã giúp cho em trong suốt thời gian qua. Cô Chén Vy chào em Ngọc Anh. Dạ, con kính chào cô Chén Vy và kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay con rất là hân hạnh được cô mời đến đây để tham dự cái chương trình talk show của cô. Và thời gian trước thì da mặt của con nó không có được như vậy đâu. Nó cũng bị nhiều mụn, với lại do bị những cái sẹo do những cái lúc trước để lại nữa. Con cũng là một khách hàng chưa lâu của cô, và trong một dịp tình cờ con gặp cô thì được biết đến sản phẩm Lopra của cô. Thì sau một thời gian không lâu con sử dụng thì nhiều vết mụn đã nó đã xẹp xuống, và cái thẹo nó cũng mờ mờ đi từ từ. Và giống như quý khán thính giả thấy right now thì con thấy da mặt của con nó được như bây giờ, thì con cũng rất là cảm ơn cô Trang Ánh Vy rất là nhiều. Cô rất là cảm ơn em. Thật sự ra cô rất là mừng khi nhìn thấy da mặt của em trở lại bình thường. Với ngày đầu thì quý vị cũng biết là em rất là xinh gái, mà cái mặt thì rất là tội nghiệp. Trang Ánh Vy cũng cảm ơn Lopra đã cho ra cái sản phẩm để mà giúp cho các em được có làn da xinh đẹp như vậy. Và một lần nữa thì em có thể em nói thêm về khi mà cô, trước khi em tới cô, thì cái mặt của em nó có mụn như thế nào, nó có mủ ở trong đó, rồi tất cả từ trên mặt xuống cái lưng của em là cô chữa cho em như thế nào? Dạ, trước đây thì da mặt của con thì nó bị khô, nó tuy là da dầu nhưng mà nó có nhiều những cái nó vùng tia son thì nó cũng khô này nọ, nên khi mà khi cái sản phẩm Lopra thì cái da mặt của con khi mà con bôi lên thời gian đầu á thì nó cái những cái vết mụn thì nó xẹp xuống từ từ, rồi những cái mà cái da chết đó cô bắt đầu nó bung ra. Thì con sau cái thời gian đó thì con tới gặp cô để làm cái facial cho những cái da chết của con đi ra hết. Thì con tiếp tục sử dụng cái sản phẩm này trong vòng 1-2 tuần nữa thì những cái mụn của con hoàn toàn nó heal lại, và nó còn nó trắng ra từ từ á cô. Dạ, vâng, thưa quý vị, ngày hôm đó thì Chén Vy cho em một cái sản phẩm là sample thôi, chứ không phải là nhiều, mà em đã được hết như vậy thì Chén Vy rất là vui. Thì một lần nữa thì Chén Vy cũng cảm ơn em đã tới đây để nói chuyện cùng với khán giả, và thì em cũng có lời chào với khán giả.
Dạ, nhân dịp này thì con cũng kính mong quý vị khán giả, nếu vị có con hoặc là cháu cũng có trường hợp trẻ, dù tại tụi con trẻ thì cái tuổi này tụi phát triển nên cũng có nhiều mụn này, nhiều mụn khi mà do thức khuya dậy sớm nữa đó cô. Thì nếu quý khán thính giả không ngại ngùng, không có gì sợ hãi về làn da của con hoặc là cháu thì sẽ đến gặp cô Trang Yến Vi. Cô Trang Yến Vi sẽ tư vấn và giúp cho con hoặc là cháu của quý vị có một cái làn da được trắng và sáng như con giống như bây giờ. Con xin cảm ơn cô Trang Vi và cảm ơn quý khán thính giả. Cô Trang Vi cũng rất là cảm ơn Ngọc Anh đã nói lên được những lời mà từ trong lòng của con nói ra, thì cô cũng rất thành thật cảm ơn con. Thưa quý vị, ngày hôm nay Trang Vi cũng rất hân hạnh được mời nữ ca sĩ Mỹ Huyền và cũng là nữ sứ ngôn viên đồng nghiệp của Trang Yến Vi. Và trong suốt thời gian mấy chị em làm việc chung với nhau thì chuyện vui, chuyện buồn, chuyện làm đẹp cũng đều có nhau. Và ngày hôm nay thì hai chị em trong suốt thời gian qua đã xài Lopra, và Trang Vi cũng mời đến để chị có những lời cảm tưởng của chị khi dùng đến Lopra. Và Trang Vi cũng thân ái chào nữ ca sĩ Mỹ Huyền. Vâng, thưa quý vị, Mỹ Huyền mến chào Vi cũng như là mến chào quý vị đang theo dõi chương trình talk show của Trang Vi với cái sản phẩm Lopra. Và như Vi nói là chị em chúng mình chia sẻ everything, do đến cái làm đẹp cũng chia sẻ với nhau. Thì kính thưa quý vị, trước giờ thì Mỹ Huyền xài Shiseido, và khi Trang Vi nói là chị Huyền xài thử cái sản phẩm Lopra này của Trang Vi, thì Mỹ Huyền nói ok, chị sẽ xài dùng cho Vi cái sản phẩm này coi như thế nào. Nhưng kính thưa quý vị, không ngờ là sản phẩm này rất là tốt, làm cho da của Mỹ Huyền mịn hơn, sáng hơn và tươi tắn hơn. Đó là sản phẩm Lopra. Thì Mỹ Huyền mong là quý vị hãy tiếp đón sản phẩm này và dùng thử thì sẽ thấy cái sự hiệu nghiệm của nó đối với cái làn da của chúng ta như thế nào. Vâng, cảm ơn chị Mỹ Huyền. Và như quý vị đã biết thì cái làn da của chúng ta mỗi ngày nó càng ngày nó khô đi, nó cằn cỗi đi. Thì chúng ta nếu mà chúng ta biết sử dụng những cái sản phẩm để cho cái da của mình nó có thêm moisturize, thì Trang Vi giới thiệu với quý vị một cái sản phẩm Lopra bào chế bởi những các dược phẩm, dược thảo từ dược thảo 1000 năm. Thành thử ra tất cả đều là tự nhiên, không có chemical trong đó. Thì Trang Vi khi mà sử dụng cái này, sản phẩm này, thì Trang Vi không còn bị dị ứng, ngứa ngáy. Thành thử ra khi mà chị Mỹ Huyền, Trang Vi có đưa cho chị Mỹ Huyền xài thử, tại vì chị em của chúng tôi thì thường dùng phấn son mỗi ngày, mà khi mà dùng phấn son trên studio thì rất là khô. Thành thử khi mà cởi cái mắt cấp ra thì da nó khô, nó rất là đau. Khi mà xài đến sản phẩm Lopra thì Trang Vi và chị cũng như chị Mỹ Huyền cảm thấy da mặt thoải mái, mà cảm thấy nó tự nhiên, nó rất là mềm mại, thưa quý vị. Và Trang Vi cũng rất là cảm ơn chị Mỹ Huyền đã phải nói là to gan để mà thử những cái sản phẩm mới của Trang Vi. Thật sự mỗi cái sản phẩm mới khi mình xài đến da của mình thì mình rất sợ, sợ nhất là dị ứng, rồi sợ đến những cái phản ứng của cái sản phẩm. Thì trong thời gian mà chị em thử như vậy thì hai chị em rất là vui, là thấy làn da càng ngày càng tươi sáng và trẻ đẹp. Đúng vậy, thưa quý vị, Mỹ Huyền rất là hài lòng với cái sản phẩm này, và mong là quý vị hãy tiếp đón và sử dụng sản phẩm này để mà giúp cho làn da khô cằn cũng như là mệt mỏi của chúng ta trở nên mịn màng và tươi sáng hơn. Và Mỹ Huyền quyết định là sẽ xài sản phẩm này lâu dài hơn để cho làn da nó tươi đẹp hơn. Phải không Vi? Đúng rồi chị Mỹ Huyền, thì cái tuổi tác của chúng ta thì không thể nào ngừng được, nhưng mà chúng ta biết cách sử dụng, xài sản phẩm nào để cho hợp với làn da của mình, và nhất là cho làn da Á Đông. Thì Trang Vi xin quý vị hãy gọi cho Trang Vi số phone 714-316-9900, 714-316-9900. Và một lần nữa Trang Vi cũng rất là cảm ơn chị Mỹ Huyền đã thương Trang Vi để đến đây để cùng nói chuyện với khán thính giả. Thì một lần nữa Trang Vi cũng rất cảm ơn tất cả quý khán giả từ trước đến giờ đã ủng hộ cho Trang Vi và chị Mỹ Huyền trên Newsat. Và cũng Trang Vi cũng mong rằng cũng ủng hộ Trang Vi và chị Mỹ Huyền cái sản phẩm Lopra này. Thì Trang Vi cũng
rất là mong muốn chào đón quý vị ngày 22 tháng 8 này, Trần Vy sẽ grand opening. Và trong ngày đó thì Trần Vy có rất là nhiều quà tặng, đặc biệt cho 50 khách hàng tới. Trần Vy sẽ có nhiều quà tặng cho quý vị để về thử trên chính cái da của mình để biết cái sản phẩm Lopra nó tốt như thế nào. Và một lần nữa, Trần Vy cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật là an lành và xin hẹn quý vị trong chương trình Talk Show kỳ tới. Vâng, Mỹ Huyền xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và thank you Trần Vy đã giới thiệu cho chị sản phẩm Lopra này. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin mến chào quý vị. Chúc quý vị có những thời gian thật là vui vẻ, may mắn và hạnh phúc.